xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, thì mình vẫn là Shida như đây. Ok, thì trước khi bắt đầu video hôm nay thì mình xin chúc anh em có một buổi sáng thật là vui vẻ cũng như là một ngày thật là tốt lành nha. Thì hôm nay cũng không có sự kiện gì là quá đặc biệt, thì ngoài cái sự kiện là đẳng cấp tím và băng cướp trở lại nè, thì nội dung clip hai á mình sẽ không có nói về cái săn cái hai bộ đồ này đâu, thì hay mình đánh giá là hai bộ đồ này khá là khó ra nên mình không có muốn động tới hai bộ đồ đó. Ok, thì nội dung chính của clip này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái mẹo giúp cho anh em có thể là cài cái huyền hiệu triệu đô một cách rất là nhanh luôn, mà anh em không cần phải bắn nhau, anh em không cần phải làm gì cả. Thì hôm qua mình có hướng dẫn em cái cách để mà kiếm huyền hiệu triệu đô nhanh rồi đó. Thì anh em chỉ cần giờ chế độ video triệu đô nè, anh em vô anh em lướt xét thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cho những anh em nào mà ta yếu á. Thì đây sẽ là một cái tin vui cho những bạn nào mà bắn không biết bắn hoặc là bắn không giành đồ lại người ta. Thì có thể sử dụng cái mẹo này để mà anh em áp dụng, để mà em có thể lướt được thật nhiều cái huyền hiệu triệu đô trong vòng 2 trận, là anh em có thể đủ đổi tất cả cái quà trong cái cửa hàng rồi, trong cái phần quy đổi nè. Thì mình đã đủ đổi hết trơn rồi, nhưng mà mình sẽ làm lại để mà hướng dẫn cho anh em nha. Ok, thì đầu tiên á, thì em sẽ vào cái chế độ phi vụ triệu đô để mà để làm được cái cách này nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn chế độ phi vụ triệu đô nè. Thì anh em chỉ cần mời một người thôi, nhưng mà anh em muốn đi team 4 á, thì anh em chỉ cần mời thêm một người nữa thôi nha. Tại vì 4 người tập trung làm cái mẹo này á là sẽ không có hiệu quả cao đâu nha. Chỉ tối đa ít nhất là một người và tối đa là 2 đến 3 người thôi. Em đừng có mời nhiều quá, mời 4 người vô ta đi làm mẹo này hết á thì nó rất là khó nha. Ok, thì mình sẽ vô mình nên mình thôi. Nên mình sẽ làm cho anh em xem. Em chỉ cần lưu ý cho mình một cái nhỏ là chỉ cần 2 người trong một team 4 người thì chỉ có 2 người làm được cái mẹo này, còn 2 người kia bắt buộc là phải bắn nhau. Tại vì nếu mà 2 người kia làm luôn mẹo này á thì sẽ bị phát hiện. Và khi bị phát hiện rồi anh em thấy rồi đó, cái mình đang làm chuyện gì đó mà bị phát hiện là toang luôn. Ok, thì ở cái bán đầu tiên á, thì anh em mua cho mình một khẩu súng bất kỳ, nói chung là khẩu nào cũng được cho nó không quan trọng. Nhưng mà một tí nữa thì mình sẽ nói một cái lưu ý sau. Thì khi mà anh em mua súng xong á, thì anh em đầu hồi sinh ở chỗ nào á, thì anh em chạy thẳng ra cái ngoài bo ở chỗ đó luôn, mà anh em nhớ là ngồi chỗ phức nha, xong rồi anh em tự tử cho đến như vậy. Sau đó thì anh em hồi sinh lại tiếp, thì anh em chạy ra ngoài đó. Thì khi mà anh em chạy ra ngoài cái chỗ hồi nãy á, thì anh em sẽ nhặt được cái xác của chúng ta là lúc nãy. Thì anh em nhặt cái xác đó xong rồi anh em sẽ cần ngồi chỗ đó nữa. Sau đó thì anh em chỉ đợi cho bo đốt mình chết thôi. Đấy, anh em thấy không, khi mà chúng ta đã bị hạ thì nó sẽ có cho chúng ta, đó là cái hầm xác của chúng ta. Thì chỉ có chế độ này mới có thôi nha anh em, còn những chế độ khác là không có nha. Thì anh em nhớ là phải ngồi kỹ sao, đừng cho kẻ địch thấy nha. Nhưng mà kẻ địch thấy á, thì nó chạy ra nó cướp cái huy hiệu của anh em á. Nó cướp huy hiệu của anh em thì công sức coi như là đổ xong đổ biển mất tiêu luôn rồi, thì nó hơi khó. Thì tạm thời thì cái vòng đầu tiên nó sẽ hơi khó xíu, tại vì nó chỉ có anh em chỉ có một cây khẩu súng thôi nên anh em sẽ không tự tử được. Ok, thì sau vòng thứ hai á, thì anh em mua giúp mình là cái khẩu này đó đỡ đó nha. Thì cái khẩu lục phóng lựu á, thì anh em nhớ là mua lục phóng lựu để mà ra bo tự tử cho nó nhanh. Thì anh em chỉ cần chạy ra ngoài này nè, anh em lướt xác cũ xong rồi anh em làm ra xác mới. Đấy, đây hiện tại mình đã được 40 hiệu rồi, mình chỉ cần đi lướt của mình thôi anh em ạ. Mình không cần phải đi bắn nhau chạy gì cả. Thì đây là một cái mẹo rất là hay để cho bạn nào mà yếu tay á, hoặc là sợ là lướt xác không kịp với người ta á, thì anh em cứ làm theo cái mẹo này. Thì anh em á, nhớ xem video này, nếu mà thấy hay thì nhớ chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết nha. Thì đây là một cái mẹo mà mình tự phát minh ra, mình không có xem qua ai hết trơn á, mình tự phát minh ra thôi. Em xem video của mình á, thì nhớ là cho người khác biết với đậu xanh. Thì mình biết mình chia sẻ cho anh em rồi, nên em biết anh em cũng phải chia sẻ cho những bạn khác cùng biết nha, để cho họ có thể làm nhanh hơn. Thì mai mốt sau này có thể là những video khác mình cũng sẽ làm như vậy cho anh em xem. Ok, hôm nay lần này thì mình đã hồi sinh chỗ khác rồi, nên mình sẽ chui xuống cái góc này nha anh em. Thì mỗi cái map á thì nó sẽ có một cái khác nhau. Thì nếu mà anh em hồi sinh góc nào á thì anh em sẽ chạy ra mà bo chỗ góc đó. Khi mà ra mà bo rồi á, anh em tự tử xong thì một tí nữa anh em hồi sinh lại thì anh em chỉ việc là chạy ra cái chỗ đó để mà lượm cái xác của anh em thôi. Thì mỗi trận á nó chỉ cho anh em hồi sinh khoảng tối đa là hai cái vị trí thôi, 2 đến 3 vị trí, nên anh em chỉ cần chết ở chỗ nào thì anh em ra anh em chỗ cái chỗ ngoài bo chỗ đó, anh em tự tử xong rồi hồi anh em hồi sinh lại ngay chỗ nào thì anh em cứ chạy ra ngoài đó, anh em lượm xong rồi anh em tự tử tiếp. Vậy là anh em có thể là vừa chơi mà anh em vừa
em vừa có huy hiệu mà em vừa khỏi phải cạnh tranh với những người khác thì nó khác, nó rất là easy rồi đúng không anh em? Đấy thì đây cái mẹo mình nó rất là đơn giản luôn, thì nó không cần phải bắn nhau gì cả, anh em chỉ cần vừa hồi sinh lại xong rồi anh em chạy ra đây anh em tự tử là ok rồi. Cái lúc đầu á thì nó hơi lâu một tí nha, tại vì dạng như là chúng ta không có trụ đạn nè, không có súng lục phóng lựu nè, nên tự tử nó rất là khó. Nên từ lúc mà nó mở phá cái vũ khí á thì anh em có thể là làm một cách rất là nhanh. Thì ngoài mở phá vũ khí thì chúng ta còn có trụ đạn nữa, thì nó đơn giản thôi. Đấy, chỉ cần nếu mà hồi sinh dưới này á thì anh em chạy xuống đây anh em tự tử xong rồi anh em ngồi xét đây nè. Nếu mà hồi sinh trên này á thì anh em chỉ cần chạy xuống đây thôi. Đấy, quá đơn giản rồi. Đấy là cái mẹo mà mình rút ra được trong quá trình mà mình chơi. Nói chung là cái sự kiện này á, chị thì chỉ có chế độ này mới làm được thôi nha anh em. Còn những chế độ khác là không có làm được nha. Tại vì những chế độ khác nó đâu có cho anh em hồi sinh ở đâu. Tự chiến á thì anh em bắn chết xong rồi anh em chết luôn á, nó không hồi sinh được nha. Chị thằng điên kia đang gần gần mình kìa anh em. Cậu sao nó gần để mà nó ra nó lướt đồ á. Anh em cũng nên nhớ là khi mà anh em làm mẹo này á đừng cho ai thấy hết trơn nha. Trừ những người làm đội anh em thôi. Trừ những người mà anh em chơi chung á. Còn anh em nào muốn mà thu thập một lần nhiều nguy hiểm cùng một lúc á thì anh em bỏ cái chế độ tự động nhặt đi. Thì khi mà ra này thì anh em phải hái nhặt thì ra này thì nó ra nó tập trung là một cái nồi luôn á. Đây để mình làm cái bỏ chế độ tự động nhặt cho anh em xem. Tự động nhặt nè. Đóng nha. Ok thì mình sẽ ra này mình tự tử. Mình sẽ làm một hồi mình lướt một hơi một đóng luôn cho anh em xem. Ôi, tự động nhặt kia vẫn có tự động nhặt à. Đổi xanh. Tự nhặt mình đóng hết luôn nè. Đấy. Đóng hết luôn nha. Đóng hết luôn cho dễ. Ý, anh em kia tự tử kìa. Anh em kia bắt trước mình mọi người ạ. À. Anh em kia bắt trước mình kìa anh em. Đậu xanh này kìa. Nè, thấy không? Anh em thấy không? Đấy. Được hai cái rồi nha. Nhưng mà anh em, mình khuyên anh em á là đừng nên chơi cách này. Tại vì nếu mà anh em tắt tự nhặt đi á, hồi một hồi nữa anh em không nhặt được những cái mà anh em đã tích lũy thì những thằng khác nó sẽ lại nó nhặt á là anh em mất trắng luôn á nha. Nên cái việc mà anh em chọn cách này thì đừng có chọn nha. Đậu xanh có hai thằng kia tự tử. Rất chùa hơn em mà đậu xanh. Khi mà anh em phát hiện ra có vị trí của địch gần đây á thì anh em nhớ là thì nó xuống nó lút của mình kìa anh em đậu xanh á. Yên tâm anh em yên tâm, nó lút xong rồi là nó chết dưới nên mình sẽ xuống mình lút lại. Thì nó phát hiện ra thì mình sẽ lút hết của mình đi. Mình lút hết những cái của mình rồi mình xong rồi mình đi di chuyển chỗ khác. Đừng cho nó thấy nữa. Đấy, tại vì cái khúc đầu mà anh em hồi sinh á thì anh em sẽ có một cái khoảng thời gian để mà anh em sẽ có một cái khoảng thời gian để mà cho anh em bơm máu, đúng không? Khoảng thời gian để mà anh em bất tử á. Khoảng thời gian bất tử nha. Thì anh em có thể chạy đi rất là xa nên anh em cứ chạy đi xa xa đi để cho kẻ địch nó không nhìn thấy nha. Đó là cũng là một cái lưu ý nhỏ nữa. Thì nó sẽ giúp cho anh em là không bị địch nó chơm chĩa. Cũng khá là hay thôi. Giống như thằng bò mình nãy anh em, nó thấy mình ra ngoài này tự tử xong rồi cái nó chạy ra kiếm chát luôn. Thì ngoài việc mà anh em ra ngoài này, ngoài việc mà anh em có thể lút được cái nguy hiểm này từ chính cái bản thân chúng ta, thì ngoài ra thì chúng ta còn có thể là không có bị mất điểm nữa nha. Chứ anh em đã biết á, khi mà anh em bị đối phương bắn á thì anh em sẽ bị mất một cái điểm ở bên góc bên chỗ chữ F, chỗ tiền giống chúng ta sẽ bị mất á. Thì chỉ cần chúng ta không bị nó giết thì chúng ta sẽ không bị mất điểm nha. Thì đấy, thấy không, mỗi lần anh em thu thập được cầm tồi tiền này nè thì sẽ cộng thêm cho chúng ta nữa, không bị mất điểm mà còn được cộng thêm nữa nha anh em. Nên anh em cứ yên tâm chơi chế độ này, nó rất là hay luôn. Mà nói chung là trong 10 phút á thì anh em chỉ chơi cái cách này thôi là ok. Khi mà 10 phút gần kết thúc thì anh em nhớ là lượm hết đồng tiền nha. Tại vì khi mà anh em cũng biết rồi, khi mà cái game của mình á nó thắng á là anh em sẽ không được tính nữa. Khi mà nó thông báo là thắng hoặc là thua rồi á là anh em có nhặt bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không tính đâu. Tại vì thắng rồi là thắng luôn, nó không có tính cái gì hết trơn á. Đây, mình lượm một lần biết bao nhiêu nguy hiểm luôn á mọi người. Nhìn thấy hay không? Hay thì nhớ chia sẻ nha. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Không chia sẻ thì hơi phí luôn á mọi người ơi. Công kỹ mình phát hiện ra xong rồi mình làm cái video này cho mọi người xem. Em nhớ chia sẻ giúp mình nha, cầu xin anh em luôn á. Thì cái mẹo này không chỉ áp dụng được trong chế độ này, ngoài ra thì có thể áp dụng được trong chế độ liên hoàn chiến nữa nha. Nhưng mà cái tỷ lệ mà vừa ra cái chế độ vui này vừa ra cái chế độ liên hoàn chiến thì nó rất là thấp, nên việc mà trùng hợp như vậy thì nó rất là thấp nha, nó không có được như chúng ta nghĩ đâu. Thì nếu mà lần sau có giống như vậy đó thì mình sẽ làm cái clip để mà hướng dẫn cho anh em easy luôn.
thấy không, tiền quá. Tiền của chúng ta thì vẫn lên xuống đều đều chỗ đó thôi, nó không đi đâu xa cả. Ok, hiện tại là còn 51 giây thôi. Thì mình sẽ cố gắng mình thu thập được nhiều hiệu chứ có thể. Quay sao chưa được nữa, đổ xanh. Mặn lắc anh em à. Để mình xem cái đó là bao nhiêu rồi nha anh em. Ui, 37 hiệu rồi, đậu xanh quá nhiều rồi mọi người ạ. Mình dư đổi luôn rồi, quá trời nhiều luôn rồi. Cái mẹo này là một trong những cái mẹo mình thấy hơi thích nhất là trong những chế độ từ trước đến giờ luôn á. Anh em nghĩ coi một trận anh em ghép boss là anh em biết được bao nhiêu mạng. Em hãy tưởng tượng đi, một trận ghép boss anh em giết tối đa chỉ là 40 mạng thôi. Nhiều lắm luôn là 40 mạng mà làm gì có 40 con boss cho anh em giết, phải không? Đấy, thì đó là một cái nhược điểm thôi. Ok, chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Hiện tại là mình đã được là tổng cộng là 38 cái huy hiệu nha. Nhưng mà mình vẫn hình như mình chưa giết cái mạng nào hết trơn anh em à. Mình chưa giết mạng nào hết trơn á. Mình cũng không lướt xác của thằng địch nào luôn, chỉ mình chỉ lướt xác của bản thân mình thôi. Lướt xác của bản thân mình thôi mà mình đã được 38 huy hiệu rồi. Ok, mình sẽ cho anh em xem nè. Thì mình nói có đấy, 39 luôn nha anh em ơi. 39 luôn nha, chứ không phải 38 nha. Đây nè. 39 luôn, đội xanh đã sở hữu 5 ra luôn nè. Em thấy không? Ok, thì đó là những cái mà mình đúc kết được trong quá trình mình chơi trong ngày hôm qua. Nhưng mà anh em cảm thấy video mình hay thì nhớ là chia sẻ cho mình, cộng thêm đó là đăng ký kênh để mà ủng hộ cho mình. Đừng quên là bật nút chuông để mà nhận được những bài mới nhất từ kênh của mình nha. Nói chung là những mẹo nào hay thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả những em cùng biết luôn. Mình không có giấu giếm cái gì cả. Ngay cả những cái mẹo mà mình đeo ganh thách đấu, mình đeo này kia, mình cũng chia sẻ cho anh em chơi luôn rồi đó. Mình có cái gì mình sẽ chia sẻ cho anh em hết luôn, nên mình không có giấu lại những cái gì cả. Anh em yên tâm nha. Thì kênh của mình là kênh chuyên và chia sẻ và review những cái nhỏ nhỏ thôi. Tại vì mình cũng không có kim cương gì để mà review những cái sự kiện nó hot. Ok, thì hiện tại mình cũng đã tiêu hết những cái nguy hiểm rồi. Ok, thì chắc là clip mình xin được phép tạm dừng. Nếu mà anh em nào cảm thấy yêu mến mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Đừng quên like và share để ủng hộ mình cũng nha. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.